Ông bà anh chị em biết không, lúc mà tôi mới tin nhận Chúa 20 năm, hơn 20 năm trước đây tôi nghe được phúc âm của Chúa. Tôi hay được nghe các tôi tớ của Chúa nói rằng tôi chỉ là một tội nhân và không xứng đáng. Tôi là đầy tớ. Vì lý đó, lý do đó mà Chúa đã chết cho tôi trên thập tự. Và khi tôi tin nhận Ngài thì tôi được sự sống đời đời. Nên tôi luôn ý thức được mình là tội nhân, và mỗi khi tôi phạm tội tôi luôn bị cáo trách và tôi không dám tới với Chúa, và tôi luôn làm đủ mọi điều tốt để giữ tròn đạo làm con của Ngài. Tôi đọc kinh thánh, cầu nguyện, kiêng ăn, đi nhà thờ, làm công tác xã hội, và tới một ngày tôi rất là mệt mỏi và tôi thấy được, tôi đọc kinh thánh, tôi thấy được những dấu kỳ phép lạ, đủ mọi thứ mà Chúa ban tặng cho tôi ở trong lời của Ngài, nhưng mà tôi không nhận được. Thì tôi cảm thấy một đời sống bước đi với Chúa. Tôi tin rằng không chỉ tôi nhưng mà bao nhiêu người ngoài kia, anh chị em cũng có một cái cảm giác giống như tôi. Sau khi tôi nhận biết được lẽ thật thì mười mấy năm sau tôi mới nhận biết được lẽ thật là một lẽ thật quý báu, một lẽ thật thật là giá trị, một lẽ thật mà một phúc âm tin mừng, tin lành và nước trời. Đúng nghĩa là Chúa chết trên thập tự không phải là tôi là tội nhân mà thôi. Đương nhiên là tôi là tội nhân, nhưng Chúa nhìn thấy những gì quý báu ở trong tôi. Ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người thật là quý báu vô cùng, và tôi thật là giá trị, tôi thật là tuyệt vời, tôi thật là hoàn hảo khi Chúa ngự vào lòng tôi. Và con người của tôi được Chúa tạo dựng ra thật là đáng sợ, một cách lạ lùng ở trong lòng mẹ tôi. Cái ngày mà tôi chưa ra đời thì Chúa đã biết hết về tôi, Chúa đã chọn tôi, và Chúa biết rằng tôi là người quan trọng, quý báu trước mặt Ngài. Lý do đó mà Chúa chết cho nhân loại không phải là chúng ta là tội nhân mà thôi, nhưng Chúa chết cho nhân loại, trong đó có chính mình tôi nữa, bởi vì chúng ta đã mất một cái điều quý báu mà chúng ta đã không biết lẽ thật này. Chúng ta là con của Chúa nhưng chúng ta đã lạc đường, chúng ta đã lầm bước, chúng ta đã bỏ cha của mình, cho nên Chúa đã chết để hàn gắn lại cái mối tương giao giữa chúng ta với cha ở trên nước thiên đàng, là với Chúa đó, chứ không phải là Chúa chết vì tôi là tội nhân. Đương nhiên tôi là người tội lỗi mà Chúa chết cho tôi, Chúa đã rửa sạch tội lỗi tôi một lần là đủ cả. Nhưng cái quan trọng vô cùng là một đời sống quay lại, có nghĩa là tôi là người tội lỗi chưa nhận biết Ngài, nhưng sau khi tôi nhận biết Chúa rồi á thì Chúa phục hồi cái địa vị, cái chức vụ làm con của Chúa ở trên nước thiên đàng. Tôi và các ông bà anh chị em là con của Chúa, và vị trí quan trọng sau khi chúng ta tin nhận Ngài rồi á thì chúng ta biết được mình là ai. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta không phải là tội nhân nữa. Chúng ta là người thánh trước mặt Ngài bởi vì Thánh Linh của Chúa là thánh ở trong lòng chúng ta. Chúng ta là người hoàn hảo bởi vì Chúa Thánh Linh là hoàn hảo. Bởi vì khi mỗi lần chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời, chúng ta không phải chúng Chúa không nhìn vào cái xác của chúng ta. Bởi vì xác chúng ta không ra mắt Đức Chúa Trời được, nhưng Chúa đã nhìn vào linh của chúng ta. Ở trong chúng ta là có linh của Chúa. Cho nên mỗi một lần chúng ta ra mắt Chúa là linh của chúng ta thông công với Chúa. Nên chúng ta sống trong cái xác này, nhưng mà chúng ta thật sự sống là sống trong linh, và linh của chúng ta là tương giao với Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lần Đức Chúa Trời nhìn thấy đời sống của chúng ta, Ngài không nhìn thấy xác thịt chúng ta, nhưng Ngài nhìn thấy linh, linh hoàn hảo, linh vĩ đại tuyệt vời mà Chúa đã tạo dựng và ban tặng cho chúng ta, là ở sống trong chúng ta. Nên khi mà chúng ta biết chúng ta là ai thật sự trong Chúa rồi á, thì Chúa chết để phục hồi cái mối tương giao giữa mình với cha đã thất lạc. Khi mà chúng ta phạm tội với Chúa, khi chúng ta đẻ ra trong tội lỗi, chúng ta đã bị cắt đứt cái mối tương giao đó, bởi vì Adam, khi Adam phạm tội thì Adam đã bị mất cái mối tương giao với Thượng Đế. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu quay lại để chết trên thập tự để mà hàn gắn lại cái mối tương giao giữa con người với Chúa. Chúng ta đã phục hồi, Chúa đã phục hồi cái chức vụ của chúng ta là sứ giả nước trời. Chúng ta mỗi một người là người lãnh đạo trên trần gian này. Mỗi một người chúng ta là người cai trị ở trên trần gian này. Bởi vì sáng thế ký lúc ban đầu Chúa tạo dựng ra ông Adam và bà Eva, và Chúa nói là hãy cai trị, hãy thống trị, hãy tệ trị, hãy quản lý cái trái đất này cho Chúa. Thì mỗi người chúng ta là người quản lý cái trái đất này cho Chúa. Cho nên khi mà chúng ta nhận biết chúng ta là ai thật sự rồi,
thì chúng ta sống một đời sống mới bước đi với Chúa. Chúng ta sống một đời sống đắc thắng, một đời sống tự do, một đời sống mà không còn bị nương tâm cao chấp nữa, bởi vì Chúa đã chết cho chúng ta rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ phạm tội. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta đơn giản chỉ ăn năn với Chúa, xin huyết của Ngài tắm tại đời sống chúng ta, rồi chúng ta lại làm lại từ đầu. Nhưng chúng ta, Chúa chết để phục hồi cái mối tương giao giữa cha với mình. Cho nên cái quan trọng là chúng ta quay lại cái tình của ba. Chúa không giới thiệu tôn giáo cho con người, Chúa không giới thiệu một tổ chức cho con người, Chúa không giới thiệu là làm những cái bài bản, những cái nghi lễ của con người. Chúa giới thiệu cái mối quan hệ Abba với con người. Cho nên tin Chúa không phải theo đạo, tin Chúa không phải tôn giáo, tin Chúa không phải theo tổ chức, nhưng mà tin Chúa là quay lại cái vị trí làm con, quay lại cái vị trí mà làm sứ giả, là người cai trị, là người lãnh đạo cái thế giới này cho Chúa. Và đương nhiên chúng ta phải nhận biết mình là ai. Nếu chúng ta không nhận biết mình là ai thì chúng ta không bao giờ đi được cái đoạn đường ở trên đất này. Bởi vì khi chúng ta theo đạo thì trên trái đất này rất là nhiều đạo, bao nhiêu ngàn đạo rồi, bao nhiêu trăm ngàn đạo rồi. Nhưng Chúa không có giới thiệu đạo cho chúng ta. Hãy tới với Chúa một tình mà quay lại tình yêu ban đầu, giống như trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa trách chúng ta bỏ cái tình yêu ban đầu. Chứ Chúa của chúng ta không cần vàng, cũng không cần bạc, cũng không cần của tế lễ. Bởi vì Chúa có đói đâu mà ăn những cái của tế lễ dân của Chúa dâng lên cho Chúa. Mà Chúa có cần vàng bạc kho báu của Chúa có thiếu đâu mà Chúa cần chúng ta dâng hiến. Nhưng mà cái sự dâng hiến bày tỏ cái tấm lòng của chúng ta tới với Chúa. Hãy tới với Chúa bằng cái mối tương giao, bằng cái tình yêu ban đầu mà chúng ta tới với Chúa. Bởi vì Chúa là cha của chúng ta, Chúa là người chủ của chúng ta trên đất này, Chúa đồng hành với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta lìa Chúa, nếu chúng ta chỉ tới với Chúa giống như một tôn giáo, nếu như một tổ chức, hay là theo đạo, hay là theo luật của tôn giáo mà thôi, thì chúng ta sẽ không nhận được điều chi cả. Cho nên tại sao mà có những người cơ đốc nhân sống một đời sống đắc thắng, sống một đời sống đầy cái sự tốt lành, đầy phước ở trên đất này, mọi thứ. Nhưng tại sao có những người lại sống một đời sống không thể nào đắc thắng được một cái gì cả? Phước đây là phước, không phải là tiền bạc mà thôi, anh chị em ơi. Phước đây là một cái đời sống, phước nhất đây là một cái đời sống nhận biết Chúa một cách đứng đắn. Phước đây là khi mà chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta cần thánh linh của Chúa để mở óc, mở trí, mở lỗ tai của chúng ta để đọc lời thánh của Chúa. Nếu chúng ta không có biết Chúa một cách cá nhân, nếu chúng ta không để thánh linh của Chúa tệ trị, thì một đời sống theo đạo của chúng ta trên đất này vô nghĩa, không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì lời của Chúa duy nhất, chỉ thánh linh của Chúa có thể dạy dỗ chúng ta được mà thôi. Chúa Giêsu về trời, Chúa nói ở trong công vụ các sứ đồ, Chúa dặn môn đồ của Chúa hãy chờ. Hãy chờ khi Thánh Linh giáng xuống. Nên Thánh Linh là ở trong lòng của chúng ta, Thánh Linh đi với chúng ta từng bước một. Mà nếu chúng ta không để tai thuộc linh để nghe sự dạy dỗ của Ngài qua lời thánh của Chúa mỗi một ngày, thì làm sao chúng ta sống đắc thắng được? Làm sao chúng ta biết chúng ta đi đâu? Bởi vì chúng ta có mắt mà chúng ta không nhìn thấy đường, có lỗ tai mà không nghe. Chỉ có Thánh Linh ở trong chúng ta có thể giúp đỡ một đời sống bước đi với Chúa mà thôi. Phước nhất là nhận biết Chúa một cách đứng đắn. Phước nhất là lời của Chúa hướng dẫn đường đời chúng ta. Phước nhất là để Thánh Linh của Chúa dắt đường cho chúng ta. Sau đó thì tất cả mọi thứ đó sẽ thuộc về của chúng ta. Bao nhiêu lời hứa trong Kinh Thánh Chúa hứa cho chúng ta sẽ phải ôm bám vô đời sống chúng ta. Bởi vì Chúa nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, sau đó ta sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Nhưng đời sống cơ đốc nhân và đời sống cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay, chúng ta lại đi tìm kiếm phép lạ, chúng ta lại đi tìm kiếm chữa lành, chúng ta lại đi tìm kiếm rủa quỷ, chúng ta lại đi tìm kiếm phước này phước kia, ơn tứ này ơn tứ kia. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa thì tất cả mọi thứ nó sẽ bám vô đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thật sự im lặng mà nghe sự dạy dỗ của Ngài thì chính Thánh Linh của Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta từng bước một ở trong đường đời chúng ta. Nhưng nếu không để Thánh Linh của Chúa tệ trị, nếu không để Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, thì tôi xin lỗi anh chị em, chúng ta đi sai đường và chúng ta không bao giờ tìm được mục đích thật sự bước đi với Chúa là như thế nào. Chúa yêu ông bà anh chị em.
Và tôi cũng yêu ông bà anh chị em. Tôi không muốn con dân của Chúa có một cái đời sống mệt mỏi đầy gánh nặng chồng chất trên vai. Bởi Chúa nói rằng hãy lo, đừng lo lắng về việc ngày mai, hãy để cho ngày mai lo, sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Bởi Chúa biết rằng ngày nào cũng có sự khó nhọc hết á, không có ngày nào là không có sự khó nhọc. Vậy thì ai là người sẽ gánh cho chúng ta đây? Gánh nặng nó mãi mãi ở đó, nhưng Chúa sẽ cho chúng ta một cái sức mới ở bên trong, một cái sự minh mẫn, một cái sự bình an để vượt qua cái gánh nặng đó ở trong đời sống của chúng ta. Chúa không có cất đi, Chúa không có cất đi siêu nhiên, nhưng mà Chúa cho sức chúng ta, cho ơn chúng ta để mà có sự khôn ngoan, để tệ trị, để thống trị, để cai trị, để lãnh đạo những cái gánh nặng đó, để chính chúng ta là cái người mà giơ núi. Chúa nói hễ tin phải, kêu cái núi đó là phải nhấc lên mà quăng xuống biển, nó phải làm theo. Bởi vì một đời sống cơ đốc nhân bước đi với Chúa là một đời sống dấu kỳ phép lạ, một đời sống đầy thẩm quyền, một đời sống đầy ơn của Chúa ban cho, một đời sống bình an, một đời sống không bệnh tật, một đời sống hạnh phúc, một đời sống những đứa con ngoan ngoãn, một đời sống mà đầy những cái lời hứa ở trong Kinh Thánh mà Chúa hứa hẹn với chúng ta, không thiếu thốn trong tài chính. Mặc dù hoàn cảnh như thế nào, Chúa luôn luôn bảo vệ chúng ta, Chúa luôn luôn quan phòng đời sống chúng ta, Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta, Chúa không bao giờ lìa xa và bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ là người mà nói rồi mà lại lấy lại lời nói của Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu được đúng nghĩa tại sao mà Chúa chết, chúng ta tưởng rằng sự cứu rỗi là free, là không tốn tiền, là cho không biếu không. Đối với chúng ta thì Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta là cho không. Nhưng mà đối với thiên đàng thì Ngài đã trả một cái giá là chính con trời duy nhất, ngôi hai phải xuống trần gian để chuộc tội, để chết đi. Như vậy thì cái giá đó phải là free không, ông bà anh chị em? Cái giá nó gọi là thật là đắt tiền vô cùng, thật là giá trị vô cùng, thật là quý báu vô cùng, thật là cao cả vô cùng, chứ không phải là cheap, không phải là rẻ tiền, không phải là free, không phải là một cái thứ gì đó mà cho không biếu không. Thiên đàng phải phá sản vì chúng ta, ngôi hai phải xuống thế vì chúng ta. Cho nên thật là quý báu, thật là giá trị, thật là tuyệt vời vô cùng những gì Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta. Thế vậy thì tại sao chúng ta phải nhận biết những gì Đức Chúa Giêsu làm thật là quý báu và giá trị như vậy cho mỗi người chúng ta? Khi chúng ta nhận biết được cái lẽ thật này rồi, cái giá mà Ngài trả cho chúng ta là quá lớn để mà được cho chúng ta được nhận không, để được sự cứu rỗi, thì chúng ta phải trân trọng sự chết của Ngài. Chúng ta phải yêu quý sự chết của Ngài. Ngài đã chết cho chúng ta rồi thì chúng ta sống như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta sống một cuộc sống thật là xứng đáng với sự chết của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sống một cuộc sống mà Chúa trên nước thiên đàng phải mỉm cười, phải nói rằng đúng, đúng thế con ạ, con làm tốt đấy, con làm tốt đấy, vì ta đã trả cho con hết rồi. Tôi hay cầu nguyện nói là lạy Chúa, tất cả những gì Đức Chúa Giêsu làm cho con nhận hết, con nhận hết, con quý báu tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời của con. Mỗi sáng tôi thức dậy, tôi quỳ gối và cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vì mỗi một ngày là một ngày mới luôn, sự thành tín của Ngài thật là lớn lắm. Con biết ơn Ngài vì ngày nay ngày Đức Giê-hô-va làm nên con phải vui mừng hớn hở, và tôi cảm tạ Chúa cho những gì Đức Chúa Giêsu làm cho cuộc đời của tôi. Ngài chết cho tôi được sự sống, Ngài bị đánh đòn do đó tôi được lành bệnh, Ngài bị nghèo nàn để tôi được giàu có, Ngài chịu tất cả mọi thứ để tôi được được tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Nên tôi tạ cảm tạ Chúa, khi nhận biết được lẽ thật này thì chúng ta sẽ sống một đời sống thiên đàng ngay trên đất này, vì Chúa chết để cho chúng ta có thiên đàng ngay ở trên đất này, chứ không phải mai mốt về trên kia chúng ta mới được hưởng. Bài cầu nguyện chung thiên đàng, ở đất như trời, ở đất như trời là có nghĩa là thiên đàng ở trên đất này rồi. Ông bạn chị em ơi, thiên đàng ở đâu? Thiên đàng trong lòng chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, thiên đàng đã vào trong lòng chúng ta. Khi chúng ta nhận biết được lẽ thật thì thiên đàng từ trong lòng chúng ta chui ra. Chúa đã tạo dựng tất cả là ở trong chúng ta rồi.
Khi chúng ta nhận biết lẽ thật này thì ở trong chúng ta sẽ khám phá ở trong, và từ ở trong nó sẽ chui ra ngoài. Cho nên thiên đàng không phải ở ngoài kia, thiên đàng là trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết mình là ai thật sự, mà mình quý trọng trước mặt Ngài, mình là môn đồ Ngài, mình là con của Ngài, mình là sứ giả của Ngài, mình là người thừa kế của Ngài, mình là người đại diện Ngài, mình là mũi của chuyên trần gian, ánh sáng của đất. Mình, Chúa sai mình để ra đi làm đủ mọi dấu kỳ phép lạ. Chúa nói hãy ai tin này là dấu sẽ kèm theo, lấy danh ta trừ tà, lấy danh ta và nói tiếng lạ, lấy danh ta uống chi độc hại, lấy tay bắt dẫn cũng không bị gì, và lấy danh ta đặt tay lên kẻ đau, đặt kẻ đau tức được lành. Đó là lời hứa của Chúa. Chúa hứa cho mỗi người chúng ta, chứ không phải tôi nói. Cho nên thiên đàng đã ở trong chúng ta rồi, ông bà anh chị em ơi, hãy nhận biết được lẽ thật này và đứng lên, ngẩng mặt lên và khám phá thiên đàng từ ở trong ra ngoài. Bởi vì chúng ta phải nhận được thiên đàng trước, chúng ta phải cảm nhận được thiên đàng ở trong chúng ta trước. Thiên đàng là sự bình an, vui mừng. Thiên đàng là dấu kỳ phép lạ. Thiên đàng là tất cả những gì chúng ta phải cần ở trong chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần lấy nó ra mà sử dụng ở trên đất này mà thôi. Nếu chúng ta khó khăn thì thiên đàng đưa cho chúng ta cái chìa khóa để mở ra, để chúng ta không còn khó khăn nữa. Nếu chúng ta bệnh tật thì trong nước thiên đàng đưa cho chúng ta chìa khóa mở ra để mà có được sự chữa lành. Nếu chúng ta không bình an thì thiên đàng có chìa khóa cho chúng ta được sự bình an. Nếu chúng ta buồn rầu thì thiên đàng cho chúng ta sự vui mừng. Nếu chúng ta có bất cứ nan đề gì thì thiên đàng có chìa khóa cho chúng ta tất cả những thứ đó. Nhưng mà thiên đàng nó ở trong chúng ta rồi. Từ trong chúng ta ra ngoài, chúng ta được hưởng trước, gia đình chúng ta sẽ được hưởng. Sau đó nhóm nhỏ chúng ta sẽ được hưởng, hội thánh chúng ta sẽ được hưởng, những người xung quanh chúng ta sẽ được hưởng, bà con chúng ta sẽ được hưởng, cộng đồng chúng ta sẽ được hưởng, đất nước chúng ta sẽ được hưởng. Chúa muốn mỗi một người chúng ta nhận được thiên đàng cho mỗi một người chúng ta ngay ở trên đất này. Cho nên Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi hãy tới cùng ta, ta hãy cho các con được an nghỉ, gánh ta nhẹ nhàng, át ta dễ chịu. Khi chúng ta tới với Chúa, chúng ta sẽ được Chúa thêm sức, chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng, chúng ta sẽ được Chúa cho sự minh mẫn, chúng ta sẽ được Chúa cho sức mới để chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, đi mà không bị vấp ngã. Bao nhiêu lời hứa trong Kinh Thánh Chúa đã hứa cho chúng ta rồi. Bây giờ là phần của chúng ta. Hãy tới với Chúa. Hãy tới với Chúa. Tôi khích lệ ông bà anh chị em, nếu chúng ta đã tin Chúa cả 20 năm nay rồi mà cứ mệt mỏi gánh nặng, cứ suy tư sầu thảm, mọi thứ nó làm như chồng chất trên vai chúng ta, nặng nề mãi mãi không buông tha đời sống chúng ta, rồi chúng ta lại nói cái câu tự an ủi lòng, tự nhủ lòng, thôi thì mai mốt về nước thiên đàng tôi mới được hưởng, ngay trên đất này thì tôi vác thập tự chứ biết sao được bây giờ. Đó là tiêu cực, đó là tôn giáo. Tôn giáo luôn luôn đè nặng đôi vai chúng ta. Tôn giáo luôn luôn là có những cái thứ để mà cản trở chúng ta không tới với Chúa. Và Chúa không thích tôn giáo. Nên cầu xin Chúa giúp cho ông bà, anh chị em và cá nhân tôi để nhận biết được lẽ thật ở trong Chúa. Bởi Chúa nói là khi các ngươi nhận biết được lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Các ngươi sẽ sống ở trong sự đắc thắng khi mà nhận biết được lẽ thật. Cho nên tôi khích lệ ông bà anh chị em hãy tới với Chúa. Hãy tới với Chúa. Chúng ta trao cho Chúa không chỉ là 10% những cái tài sản mà Chúa ban cho chúng ta, 1/10, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta thời gian thì chúng ta cũng có cái thời gian tới với Chúa. Không chỉ để ngày Sa-bát chúng ta tới với Chúa, hay tới với Chúa, buông hết mọi sự mà chạy tới Chúa và nói Chúa ơi cho con biết mình là ai, Chúa ơi xin Ngài bày tỏ lẽ thật của Ngài cho con, Chúa ơi con xin đầu hàng bởi vì 20 năm qua con quá mệt mỏi gánh nặng rồi, con xin Chúa Ngài thương xót đời sống yếu đuối của con xin Chúa con dâng đời sống con lên cho Ngài, Chúa ơi thăm viếng cuộc đời của con, Chúa ơi xin Ngài tệ trị cuộc đời của con, Chúa ơi xin Ngài thương xót cuộc đời chúng con, Chúa ơi Chúa xin Ngài đổ sức mới của Ngài cho con, ôi Chúa Thánh Linh yêu dấu của con ơi, Chúa Thánh Linh yêu dấu của con ơi, sẽ tác động trong lòng của chúng con thì giờ này, ôi
Anh chị em ơi, hãy tới với Chúa, bởi vì Chúa chờ anh chị em từng phút từng giây, chứ không phải là chúng ta chờ Chúa. Chúa chờ chúng ta luôn luôn. Chúa muốn bồng ấm đời sống chúng ta, Chúa muốn yêu chúng ta, Chúa muốn mang sức mới của Ngài cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta luôn phải tới với Chúa. Chúa yêu chúng ta vô cùng, không có gì mà yêu, không ai yêu chúng ta bằng Chúa, chỉ một mình Chúa yêu chúng ta mà thôi. Nên tôi khích lệ ông bà anh chị em, hãy tới với Chúa để cảm nhận được tình yêu của Chúa, tới với Chúa để cảm nhận được sức mạnh từ nơi Ngài cho chúng ta. Hãy tới với Chúa để nhận. Ông bà anh chị em ơi, đừng chần chờ gì nữa, hãy tới với Chúa và đầu hàng với Chúa. Hãy bỏ những cái thời gian tĩnh tâm lại, đóng cửa phòng lại, yên tĩnh để tới với Chúa, để mà kêu cầu Chúa. Chúa nói hãy kêu cầu ta hãy trả lời cho. Ta hãy trả lời cho các ngươi việc khó, việc lớn, việc các ngươi chưa từng biết bao giờ. Hãy tới với Chúa, hãy tới với Chúa, hãy tới với Chúa thì giờ này. Lạy Chúa, Chúa ơi, thì giờ này con cầu xin Chúa Ngài thăm viếng ông bà anh chị em chúng con. Hễ ai nghe YouTube này, Chúa ơi, xin Chúa Ngài đụng chạm tấm lòng của anh chị em chúng con. Lạy Chúa, Chúa ơi, Ngài phục hồi sức lực, thuộc linh cũng giống thuộc thể trong bà anh chị em lúc này, Chúa ơi. Tất cả những mệt mỏi gánh nặng ở trong đời sống của ông bà anh chị em, Chúa ơi, cho ông bà anh chị em mang quăng xuống chân của Ngài lúc này, Chúa ơi. Chúa ơi, Chúa ơi, ông bà anh chị em lúc này, nếu có ai bệnh tật, nếu có ai đau ốm gì, hãy lấy tay của mình đặt tay vào cái chỗ đau ốm đó. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông bà anh chị em. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho tất cả những đau đầu, đau mắt, đau bụng, đau lưng, tất cả những người đau đớn trên thân thể của ông bà anh chị em lúc này phải lui ra ngay lập tức lúc này trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Ta tuyên bố sự chữa lành hoàn toàn trong trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, 100% phục hồi ngay lập tức lúc này trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Ngài yêu thương ông bà anh chị em chúng con, Ngài chữa lành cho anh chị em chúng con hoàn toàn rồi. Mọi sự vinh hiển đều quy về danh thánh của Ngài. Con biết ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, tạ ơn Ngài. Amen and amen.